câu chuyện 8 bài học quý giá về cách ứng xử giá trị của con người. Chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay, Vân Anh xin gửi tới quý vị và các bạn 8 câu chuyện cuộc sống đời thường về cách ứng xử giá trị của con người. Hãy cùng Vân Anh nghe để rút ra cho mình những bài học quý giá. Câu chuyện thứ nhất. Chuyện rút tiền tại ngân hàng của bà cụ. Một bà cụ đưa thẻ ngân hàng của mình cho một nhân viên giao dịch ngân hàng và nói Tôi muốn rút 10 đô la. Nhân viên giao dịch nói với bà cụ rằng Đối với các khoản rút tiền dưới 100 đô la vui lòng sử dụng máy ATM. Bà cụ hỏi lý do tại sao thì nhân viên giao dịch trả lại thẻ ngân hàng cho cụ và cáo kỉnh nói Đây là các quy tắc Cụ vui lòng rời đi nếu không có vấn đề gì khác, còn khách hàng sau lưng cụ đấy. Bà cụ im lặng, suy nghĩ vài giây rồi đưa lại thẻ Nói với nhân viên ngân hàng, hãy giúp bà rút tất cả số tiền bà có trong thẻ. Nhân viên giao dịch kiểm tra số dư tài khoản của bà cụ rồi không khỏi ngạc nhiên. Cô liền gật đầu, cúi xuống và kính cẩn nói với bà cụ. "Dạ, cụ có 300.000 đô la trong tài khoản của mình, và ngân hàng hiện không có nhiều tiền mặt như vậy. Cụ có thể hẹn và trở lại vào ngày mai được không ạ?" À? Bà cụ hỏi. "Vậy tôi có thể rút ngay được bao nhiêu?" nhân viên giao dịch nói với bà cụ. Cụ có thể rút số tiền tối đa lên đến 3.000 đô la. Vậy cho tôi lấy 3.000 đô la ngay bây giờ. Bà cụ nói. Cô giao dịch viên trao tiền một cách rất thân thiện và trân trọng cho cụ. Bà cụ sau khi nhận tiền bỏ 10 đô la vào ví và yêu cầu nhân viên giao dịch gửi lại 2.990 đô la vào tài khoản của mình. Bài học từ câu chuyện này vô cùng thấm thiết đó chính là lời mà người xưa vẫn thường nói. Khôn đau đến trẻ, khỏe đau đến già. Chúng ta hãy biết tôn trọng, đừng làm khó người già, bởi họ đã dành cả đời để học các kỹ năng. Câu chuyện thứ hai, thiện lương là món quà quý giá nhất. Năm 1963, một cô bé tên Marie Benny viết thư cho ban biên tập tờ diễn đàn Chicago, bởi vì cô bé thật sự không hiểu tại sao cô giúp mẹ làm bánh ngọt dọn lên bàn luôn chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa học luôn được điểm cao thì chỉ nhận được một lời khen con ngoan mà david em của cô cái gì cũng không làm chỉ biết gây sự học hạnh kém lại nhận được một chiếc bánh ngọt cô bé muốn hỏi rằng thượng đế có công bằng không tại sao khi ở nhà hoặc ở trường cô luôn nhìn thấy những đứa trẻ ngoan như cô bị thượng đế bỏ quên Tại sao những đứa trẻ rất ngoan nhưng hãy làm sai một điều gì đó thì luôn nhận được sự giáo huấn khắc khe hơn. Còn những đứa trẻ bướng bỉnh khó bảo thì lại hay được nhân nhượng hơn. Shiraku Koster là người chủ nhiệm chuyên mục nhi đồng của diễn đàn Chicago. Trong mười mấy năm qua, ông đã nhận được không dưới một ngàn bức thư liên quan đến Thượng Đế. Tại sao không khen thưởng người tốt? Tại sao không trừng phạt người xấu? Mỗi khi bỏ qua một bức thư như vậy, trong tâm ông lại vô cùng nặng nề. Ông không tìm được một câu trả lời thấu đáo nhất để giải thích cho tâm hồn còn non nớt của lũ trẻ về những vấn đề chúng thắc mắc. Ông e sợ nếu không nhận được một lời giải đáp thỏa đáng, bọn trẻ có thể sẽ có những suy nghĩ sai lệch về người tốt, kẻ xấu. Dần già có thể sẽ hướng chúng theo những thái độ, cách hành xử tiêu cực. Đang lúc, ông không biết trả lời thư của Marie như thế nào thì một người bạn mời ông đi dự hôn lễ có lẽ cả đời ông sẽ luôn cảm ơn hôn lễ đó bởi vì trong buổi hôn lễ ông đã tìm được đáp án hơn nữa đáp án này đã khiến ông nổi tiếng chỉ sau một đêm syracuse custer nhớ lại hôn lễ kia sau khi một sư chủ trì nghi lễ xong đến lúc cô dâu và chú rể tặng nhẫn cho nhau nhưng không biết trời đưa đất đẩy làm sao mà họ đeo chiếc nhẫn vào tay phải của nhau vì mục sư nhìn thấy việc này đã kính đáo nhắc nhở. Tay phải đã hoàn mỹ rồi, ta nghĩ hai con tốt nhất hãy đeo nó vào bên tay trái. Syracuse Custer nói rằng, lời nói đầy ẩn ý của mục sư đã giúp ông hiểu ra. Tay phải trở thành tay phải, bản thân nó đã vô cùng hoàn mỹ nên không cần đeo đồ trang sức bên tay phải nữa. Những người tốt kia sở dĩ thường bị xem nhẹ, không phải bởi vì họ đã vô cùng hoàn mỹ rồi sao? Thượng đế cần gì phải ban tặng thêm nữa? Ngay sau đó, Syracuse Custer đã đưa ra kết luận. Thượng đế cho tay phải trở thành tay phải chính là khen thưởng lớn nhất đối với nó. Cũng vậy, thượng đế cho người lương thiện trở thành người lương thiện chính là khen thưởng lớn nhất đối với bản thân họ. Bởi người có tấm lòng lương thiện luôn là người có tâm hồn lành lặng, an nhiên và tươi đẹp nhất, là tấm gương của nhân loại nên không cần phải ban tặng thêm nữa. Sau khi Syracuse Custer phát hiện ra chân lý này, ông rất đổi vui mừng. Ông lập tức viết một bức thư lấy tựa đề. Thượng đế cho con trở thành cô bé ngoan đã là khen thưởng lớn nhất cho con đấy. Gửi trả lời cho Marie Benny. Ngay sau khi bức thư được đăng lên diễn đàn Chicago, nó đã được hơn 10.000 tờ báo ở Mỹ, châu Âu và khắp nơi trên thế giới đăng lại. Hơn nữa, vào ngày quốc tế thiếu nhi hàng năm, họ đều đăng lại bài báo này. Câu chuyện thứ ba Thay đổi cách giáo dục kịp thời có thể thay đổi vận mệnh đứa trẻ. Con cái sau này có thành công hay không phụ thuộc rất nhiều vào cách giáo dục của cha mẹ. Nên dạy con thế nào cho đúng, hãy cùng xem điều mà Sarah đã làm. Năm 1992, Sarah, một hậu duệ người Do Thái, 42 tuổi, đã ly hôn với người chồng thứ ba của mình ba cuộc hôn nhân bất thành đã khiến trái tim sa ra tổn thương rất nhiều vì thế cô quyết định dẫn ba đứa con về lại israel sinh sống ngước mắt nhìn đất nước xa lạ mà mình chưa từng thấy trước đây ba đứa con thơ của sa ra tỏ ra có chút rụt rè đến israel không lâu số tiền tiết kiệm được lúc trước đã tiêu hết sa ra chỉ có thể dựa vào việc bán chả giò để kiếm sống Mỗi ngày, cô đều tự mình làm mọi việc, từ khâu chuẩn bị thực phẩm đến bán hàng. Khi đứa con trai lớn 13 tuổi ngỏ ý muốn phụ giúp, Sarah đã từ chối vì không muốn con cái phải chịu khổ cùng với mình. Hiểu được sự vất vả của mẹ, cậu con trai cả cùng cô con gái thứ hai 11 tuổi đã hứa rằng, sau này lớn lên con nhất định sẽ tặng cho mẹ những món đồ giá trị. Cứ tưởng làm như vậy sẽ tốt cho các con, nhưng một hôm nọ khi đang bận làm chả giò Sara chợt nghe được tiếng người hàng xóm trách móc con mình con nên học cách giúp đỡ mẹ của mình thay vì chỉ đứng nhìn bà ấy bận rộn còn bản thân lại đứng ở một bên lãng phí thời gian như thế chính lời nói này đã khiến những đứa trẻ cảm thấy rất buồn bọn họ cũng từng muốn giúp nhưng mà mẹ lại không đồng ý Sara nghĩ người hàng xóm có ý tốt nên cũng không dám trách cứ một ngày nọ, người hàng xóm ấy nhờ Sara đi sang đĩa giúp. Làm xong, Sara nói với bà ấy. Phí sang đĩa là 25 tệ, trên 88.000 Việt Nam. Nhưng người hàng xóm lại mắng Sara tham lam. Bởi lẽ, cả cuốn sách kèm đĩa băng gốc chỉ có tốn 15 tệ, gần 53.000 Việt Nam. Sara càng nghe bà ta nói lại càng tức giận, cô bực dọc đáp. Tôi phí công đi giúp, Chẳng lẽ không tốn tiền xe, không tốn thời gian, không tốn sức lực chắc. Nghĩ tình nghĩa nên mới làm giúp cho, không ngờ chị lại nói thế. Nhưng người hàng xóm không vì lời nói này mà thay đổi ý định. Bà ta lấy lại địa gốc, vứt địa mới cho Sarah rồi bảo, không cần cô giúp nữa. Chính vì sự thật tàn nhẫn này, Sarah bỗng nhận ra bản thân đã dạy con sai cách. Đúng ra cô nên để bọn trẻ sớm tiếp xúc và thích nghi với xã hội đầy rẫy sự giả dối và hiểm ác này nghĩ lại một vài người do thái trong dòng họ mình con cái của họ đã biết kiếm tiền nuôi thân ở tủ thiếu niên trong khi ba đứa con của cô vẫn dựa dẫm vào mẹ sarah quyết định bản thân cần phải thay đổi trong cách giáo dục con cái hôm sau sarah gọi con trai cả cùng con gái dựa đến và dặn dò từ giờ mẹ sẽ không cho tiền đi học nữa sau giờ tan học tụi con phải cùng mẹ bán chả giò để kiếm tiền em út mới có 2 tuổi còn nhỏ thì không cần nhưng sau này lớn bằng tụi con mẹ vẫn sẽ yêu cầu tương tự hai đứa nhỏ nghe xong liền gật đầu sa ra quy định các con của mình sẽ được nhận tiền hoa hồng với mỗi cuốn chả giò mà chúng tự bán ra được nhờ việc làm này bọn trẻ không chỉ ý thức được việc nên phụ giúp mẹ cho mẹ đỡ vất vả mà còn học được cách tiết kiệm hơn để sống tự lực có chút tiền riêng, nếu như trong nhà hết xà phòng hay đường muối, bọn trẻ sẽ chủ động dùng tiền của mình để mua. Những đứa trẻ tự hào vì bản thân có thể tạo ra giá trị, còn xa ra tự hào vì thấy những đứa con đã trưởng thành sớm. Nếu bạn nuôi con bằng cách ấp dưới cánh như gà, thì những đứa trẻ sẽ trưởng thành trễ và khó tự lập khi một mình bước vào đời. Dù có đôi lúc xót con, thấy con vất vả, đến lắm tấm mồ hôi vừa về nhà đã ngủ thiếp đi, nhưng Sara vẫn kiên quyết không thay đổi kế hoạch nuôi dạy bọn trẻ. Bởi vì kinh nghiệm ở Israel đã giúp cô nhận ra, nuông chiều chỉ làm hại con cái. Chỉ khi các con hiểu được tiền kiếm không dễ mới biết trân quý cuộc sống này cũng như công ơn của cha mẹ. Thấm thoát mà những đứa trẻ đã lớn, con cả muốn đến Trung Quốc du học, vì vậy đã bàn chuyện này với Sarah. Vẫn lời nói cũ, các con có thể sống theo cách mà các con muốn Chỉ là mẹ sẽ không cho các con tiền Mẹ có quen một người làm trong tiệm bánh Con hãy vào đó phụ việc để kiếm tiền học phí sang đó Con trai cả liệt gật đầu đồng ý Mỗi ngày vừa mở mắt ra Cậu ấy đã phải làm suốt 20 tiếng Nhưng sự mệt mỏi không làm cậu ấy từ bỏ Khi đã tiết kiệm đủ tiền Cậu sang Trung Quốc học Rồi cùng em gái liên hệ với nhau chuyển hàng hóa từ Trung Quốc về Israel kinh doanh và ngược lại. Mấy năm sau, cậu con trai cả về nước, tốt nghiệp loại giỏi, kinh doanh thành công, mua được một căn biệt thự rộng 200 mét vuông cho mẹ của mình. Hai anh em rốt cuộc cũng đã thực hiện được lời hứa thuở nhỏ. Nhờ thay đổi cách giáo dục kịp thời mà Sarah đã có thể thay đổi được vận mệnh của những đứa trẻ. Cách dạy dỗ khác biệt không có gì là sai trái nếu bạn biết được điều gì là cần thiết cho con cái của mình câu chuyện thứ tư không biết giữ tiền đừng mong giàu có tại sao nhiều người luôn than thở rằng không giữ được tiền bạn đã bao giờ ở trong tình trạng tiền vừa có lại tiêu hết nếu vậy hy vọng qua câu chuyện tài sản của cha này bạn có thể nhận được câu trả lời từ nó câu chuyện diễn ra vào nhiều thế kỷ trước thời đó có một thương nhân ở thị trấn không chỉ làm ăn từ hai bàn tay trắng còn sống rất tiết kiệm tích lũy được rất nhiều của cải lúc lâm chung ông gọi con vào giường bệnh dặn dò con hãy nhớ cả đời này cha đã vất vả rồi để lại cho con không chỉ có tiền bạc đất đai ta còn muốn dặn dò con ba điều quan trọng những điều này so với của cải còn quý giá gấp vạn lần ta hy vọng con có thể ghi nhớ suốt đời đầu tiên dù của cải của con có nhiều đến mấy cũng đừng phung phí nó nếu không ngày tháng dài rộng nó cũng sẽ bỏ con đi thứ hai nếu của cải đã mất đi thì không cần phải hối tiếc thứ ba không có chủ sở hữu cố định của tài sản vì vậy đừng để tài sản mất đi con ạ à. sau khi vị doanh nhân già đi cậu con trai nhanh chóng quên lời dặn của cha cả đời người cha đã hạn chế việc sử dụng tiền của giờ đây khi tất cả tài sản trong gia đình thuộc về một mình anh quyết định nghỉ việc tận hưởng niềm vui cuộc đời đầu tiên anh ta mua một biệt thự cạnh bờ biển cùng bạn bè ngày ngày mở tiệc vui chơi trong vòng chưa đầy một năm không chỉ tiêu hết số tiền cha để lại người thanh niên cuối cùng ngay cả căn biệt thự cũng đem ra bán đấu giá để trả nợ bạn bè xung quanh đều rời bỏ anh ta cứ tưởng tài sản cha để lại đủ khiến anh ngông cuồng cả đời, không ngờ lại rơi vào cảnh xa đoạn như vậy. Sau khi bị đuổi ra khỏi biệt thự, anh thuê một ngôi nhà thô sơ trong một khu ổ chuột với số tiền ít ỏi còn lại. Một đêm nọ, người con trai nghĩ đến lời khuyên của cha mình trước khi chết, hối hận vì không nghe lời cha. Anh ta phải thừa nhận tầm nhìn của cha mình. Từ đó, anh quyết tâm lấy lời khuyên của cha làm phương chăm sóng thực hiện di nguyện của cha anh cho rằng tiền tiêu hết cũng như lời khuyên thứ hai của cha không nên tiếc nuối than thở về bản thân về những gì mình đã mất phải giữ tâm trạng vui vẻ để làm việc và kiếm tiền một ngày khi đi làm từ sáng sớm anh gặp một ông già nằm co quắp bên vệ đường nhưng trong bộ phép sang trọng anh bước đến hỏi ông có cần giúp đỡ không ông nói với người thanh niên tôi tình cờ gặp cướp trên đường hắn đã lấy trộm hết tiền của tôi khiến tôi trở nên như vậy hiện tại tôi không thể liên lạc với gia đình và cần một số tiền để về nhà cậu có thể cho tôi mượn một ít được không con trai của người thương gia do dự một lúc và chợt nhớ ra lời khuyên thứ ba mà cha anh đã dạy anh cho ông lão vay một ít tiền ông lão rất biết ơn nói rằng ông sẽ trả ơn anh thanh niên không để tâm đến lời nói của người này tiếp tục đi thẳng. Một tháng sau, ông lão hôm trước cử người đến thăm. Hóa ra, ông ta rất giàu có. Lần này, ông sai người đi tìm con trai người thương gia để trả ơn. Ông đã sắp xếp cho anh thanh niên hơn 10 lần so với vị trí hiện tại. Anh ấy cũng không từ chối. Cảm thấy rằng đây là cơ hội để bản thân đứng lên và nhất định phải nắm bắt lấy. Con trai của doanh nhân già thật sự đã làm rất tốt. Trong vòng chưa đầy 3 năm, người thanh niên đã tích lũy được khối tài sản, mặc dù không bằng cha mình, nhưng anh ta đã đạt được nhiều thứ quan trọng hơn sự giàu có. Xem câu chuyện đến đây, bạn đã được truyền cảm hứng chưa? Sở hữu của cải là mong ước cả đời của nhiều người, nhưng thực tế chỉ có một số ít người có của cải. Hầu hết mọi người vẫn đang phải vật lộn trong cảnh nghèo khó hoặc trắc trở trên con đường kiếm tiền số ít những người giàu có thể được chia thành ba loại ngoài những người dựa vào nỗ lực của bản thân để tạo ra của cải cũng có những người sinh ra trong một gia đình giàu có những lợi thế bẩm sinh những người còn lại là những người trở nên giàu có chỉ sau một đêm và may mắn tuy nhiên hai loại người sau thường không thể giữ được sự giàu có tại sao lại nói như vậy cũng giống như con trai của người thương nhân già trong câu chuyện sau khi thừa hưởng tài sản thừa kế của cha mình anh ta bắt đầu phung phí tiêu xài cả ngày lẫn đêm phớt lờ lời khuyên của cha mình cuối cùng tiêu hết tiền và kết thúc không có gì ba lời khuyên có giá trị hơn vạn lần của cải như câu nói nghèo khó đừng đánh mất mình giàu có phải biết giữ bạn có biết câu này có nghĩa gì không trên thực tế câu này có nghĩa là một người nghèo khó đừng chấp nhận rủi ro đừng kiếm tiền bằng cách làm những điều phi pháp khi sống dư giả rồi thì đừng phung phí hủy hoại của cải đối với cả người giàu và người nghèo sự giàu có chỉ là một tấm vé nó không đảm bảo rằng tất cả mọi người sẽ ở lại trên máy bay mãi mãi tới bến thì xuống xe nếu không có hiểu biết đúng đắn về tiền bạc dù bạn có bao nhiêu thì cuối cùng bạn cũng sẽ mất trắng do đó hãy ghi nhớ ba lời khuyên trong câu chuyện nếu bạn có thể hiểu được ba lời khuyên này bạn có thể tiến thêm một bước nữa để trở nên giàu có. Nếu không có kiến thức thật sự về tiền bạc, của cải sẽ chỉ là người dân quen thuộc, đến rồi đi như gió. Cuối cùng, hy vọng bài viết này có thể mang lại cảm hứng và giúp ích cho bạn. Câu chuyện thứ năm Hai cha con ở Hà Nam lắm lem bụng đất đi máy bay hạng thương gia và uẩn khúc rơi nước mắt đằng sau đó. Ngày 18 tháng 10, tại sân bay ở Hà Nam, Trung Quốc, giữa một nhóm hành khách ăn mặc chỉnh tệ, có hai cha con nọ ăn bận quần áo lắm lem bụng đất, trông như vừa mới trở về từ công trường xây dựng. Họ không mang hành lý, khi đến khâu kiểm tra an ninh, người cha còn đang rưng rưng nước mắt. Thế nhưng, chuyện khiến người cùng chuyến bay ngạc nhiên là vì hai cha con đã mua vé hạng thương gia, cả hai vé trên 10.000 nhân dân tệ, trên 35 triệu Việt Nam đồng một số người xung quanh đã quay lại video và chia sẻ lên mạng nhiều người tò mò không biết hai cha con họ có chuyện gì không vì trong họ không giống những người sẵn sàng chi trả ngần ấy tiền để hoang phí cho một chuyến bay thường thì chỉ khi người nhà xảy ra việc mới vội về quê gấp như thế rất nhanh một người quen đã bình luận dưới video giải đáp thắc mắc của mọi người đây là đồng nghiệp của tôi với con trai thứ hai của anh ấy quê nhà họ ở rất xa nhưng con trai cả lại không may vừa mới mất trong nhà máy gia đình họ không giàu có gì vợ anh ấy đã mất sớm mấy cha con họ nương tựa sống mấy năm nay theo lời người này kể người cha mất vợ từ sớm một mình ông ấy phải bươn chải kiếm tiền vất vả nuôi con con cái trưởng thành cũng hiểu chuyện đi kiếm tiền gửi về cho gia đình nhưng hôm nay đang làm việc ông ấy bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại báo rằng con trai cả đã mất trong một vụ tai nạn ở nhà máy tin xấu này đến quá đột ngột, khiến hai cha con họ chưa kịp chỉnh trang hành lý đã vội ra sân bay. Nhưng những vé hạng thường đều đã có người đặt trước, họ chỉ đành đi chuyến bay tốn kém nhất cuộc đời này. Bóng lưng bất lực của hai cha con họ khiến nhiều người phải đau lòng và xót xa. Nhiều cư dân mạng cũng chia sẻ về trải nghiệm tương tự. Đối với họ, ở tuổi trung niên, sợ nhất là nửa đêm bất ngờ nhận được cuộc gọi báo điều không may về người nhà. Diễn viên Hoàng Hiên từng chia sẻ về trải nghiệm của mình. Khi tốt nghiệp đại học, anh ấy đã quyết định đi du lịch để tự thưởng cho bản thân. Nhưng trong lúc vui vẻ nhất thì anh ấy bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ người nhà báo rằng bố anh ấy mất rồi. Vì phút đó anh đã cảm thấy vô cùng hối hận. Bố là người mà anh ấy thân thiết nhất lúc tính đi du lịch bố anh ấy có triệu chứng mệt mỏi không khỏe nhưng anh ấy chỉ nghĩ đơn giản người nhà thì thường bệnh vặt bố anh lúc nào chả thế chính vì vậy anh đã bỏ lỡ những giây phút được ở cạnh bố vào cuối đời của ông giờ đây ở cái đất bắc kinh rộng lớn thế này chỉ còn lại mình tôi cùng ước mơ người hiểu tôi nhất đã đi rồi anh ấy chia sẻ bạn ý lại năm tháng còn dài, bản thân còn trẻ, nhưng bố mẹ và người thân thì không có nhiều thời gian như vậy. Tôi từng gặp một cô gái trẻ là sinh viên đại học, không có bố mẹ bên cạnh quản thúc, nên cô bé này sống rất tự do. Đêm nào cũng đi chơi, ăn vặt cùng bạn bè. Có hôm, về phòng trọ lúc nửa đêm, cô gái mở máy ra và phát hiện 15 cuộc gọi nhở của mẹ. Cô thầm nghĩ mẹ thật phiền để sáng hôm sau tỉnh rượu mới gọi lại thì mẹ cô ấy đã mất rồi giờ đây cô ấy có hối hận cũng đã muộn cuộc sống đầy rẫy những điều mà chúng ta không thể lường trước được vì vậy bạn đừng làm những việc khiến bản thân sau này phải hối hận khi bước qua tuổi trung niên tôi thật sự sợ hãi việc bố mẹ sẽ rời bỏ mình nhìn tóc bạc trên mái đầu của họ nhìn bóng lưng gầy gò đó tôi nhận ra bản thân không thể thay đổi tuổi già của họ dù tôi có cầu nguyện bao nhiêu lần rằng tình nguyện đánh đổi tuổi thọ của mình đổi lấy sự khỏe mạnh cho bố mẹ thì rồi một ngày nào đó họ vẫn sẽ rời xa thế giới này sống là không ngừng đối mặt với những điều bản thân không dám chạm tới ai rồi cũng sẽ có những lo lắng mờ nhạt trong tiềm thức rất có thể một cuộc điện thoại bất ngờ trong một ngày đẹp trời nào đó lại khiến cuộc sống của bạn bị đảo lộn bản thân tôi đã từng hai lần trải qua cảm giác như vậy số tiền dành dụm trong mấy năm trời nháy mắt tiêu sạch lớp áo giáp bao bọc điểm yếu trong lòng cũng bị cởi bỏ thế nên thật may mắn khi cha mẹ còn được sống bình yên và khỏe mạnh bên cạnh chúng ta mong bạn có thể quan tâm đến người thân cũng như những điều mang lại sự an lành cho bản thân nhiều hơn nữa câu chuyện thứ sáu khoảng cách lớn nhất giữa người với người không phải là mức độ nỗ lực mà là chiều sâu của suy nghĩ một cư dân mạng đã kể một câu chuyện như thế này năm đầu tiên mới tốt nghiệp anh và một người bạn cùng lớp vào cùng một công ty xin thực tập để tạo ấn tượng tốt với ship anh ấy là người đầu tiên đến công ty mỗi ngày và là người cuối cùng ra về trong thời gian thực tập hầu như ngày nào anh ấy cũng làm tăng ca đến 12 giờ. Còn cậu bạn kia, mỗi ngày véo vo một chút, hết giờ rồi lại về. Hai tháng sau, anh được công ty đánh giá rất tích cực, và anh cũng lạc quan nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ được công ty mời ở lại. Nhưng không như vậy, anh đã không thể trở thành nhân viên chính thức của công ty này. Ngược lại, cậu bạn cùng lớp kia thành công được nhận vào làm nhân viên chính thức. Anh ta đã rất tức giận sau đó đăng một bài viết lên mạng xã hội. 60 ngày làm việc chăm chỉ là một trò đùa. Đọc được dòng trạng thái của nhân viên này, quản lý công ty đã gửi lại cho anh hai bản báo cáo công việc. Một của anh và một của bạn cùng lớp. Nội dung hai bản báo cáo hoàn toàn khác biệt nhau. Báo cáo của anh dày đặc hàng nghìn chữ, nhưng nội dung khá chung chung, lan man. Còn bản báo cáo kia, tuy chỉ hơn một ngàn chữ, nhưng logic rõ ràng, điểm mấu chốt rất rõ. Nó đúng trọng tâm của vấn đề cần nhắc đến. Người khác chỉ cần đọc qua liền hiểu ra ngay. Điều quan trọng nhất trong báo cáo là một phân tích chiến lược thì anh chỉ đề cập sơ qua. Còn bạn cùng lớp đã chỉ ra những ưu nhược điểm của công ty, những cơ hội và rủi ro tiềm ẩn trên thị trường. Hóa ra khi anh bận rộn và chăm chỉ với những việc vặt vảnh, thì người bạn cùng lớp này đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng các vấn đề về chiến lược. Khoảng cách lớn nhất giữa người với người không phải là mức độ nỗ lực, mà là chiều sâu của suy nghĩ. Nếu không có tư duy chuyên sâu thì mọi sự siêng năng đều vô ích. Câu chuyện thứ bảy Tốc độ của tư duy Tại một thị trấn nhỏ ở California, có một chàng trai trẻ rất thích viết lách anh ấy không ngừng làm việc chăm chỉ mỗi ngày và khao khát trở thành một tiểu thuyết gia xuất sắc nhưng những cuốn tiểu thuyết mà anh ấy viết luôn thiếu tính chiều sâu và không ai đánh giá cao chúng anh ấy rất đau khổ nên đã đến nhà thờ và hỏi vị linh mục xin cho con biết tại sao con chăm chỉ ngày đêm viết lách mà công việc vẫn không có tiến triển gì vị linh mục không trả lời trực tiếp mà thay vào đó ông hỏi anh con đã làm gì vào sáng nay? Anh ta có chút hơi khó hiểu. Con viết tiểu thuyết. Vì Linh Mục lại hỏi. Thế buổi chiều thì sao? Anh ta trả lời. Cũng viết tiểu thuyết. Vì Linh Mục lại tiếp tục hỏi. Vậy còn buổi tối? Nghe vậy, cậu thanh niên này có chút mất kiên nhẫn. Con mỗi ngày ngoài ăn cơm, ngủ ra, thời gian còn lại đều viết tiểu thuyết. Vậy khi nào con dùng thời gian vào việc suy nghĩ? vị linh mục tự tốn hỏi chàng trai trẻ dường như vẫn chưa hiểu ra vấn đề của mình nên vị linh mục kiên nhẫn nói với anh ta cái mà con gọi là siêng năng chăm chỉ chẳng qua là những lịch trình bận rộn lặp đi lặp lại không có gì khó cả chỉ cần điều kiện cho phép thì ai cũng có thể làm được cái khó là suy nghĩ không suy nghĩ thì cứ tiểu thuyết của con sẽ không có linh hồn không suy nghĩ thì sự siêng năng của con sẽ trở nên vô nghĩa đúng vậy việc đắm mình trong công việc như một thói quen và sự cần cù mà không coi đó như một cơ hội để sáng tạo tư duy thì sao có thể đúc kết được một cuốn tiểu thuyết có giá trị loại bỏ thói quen cần cù thiếu tư duy và phát triển khả năng suy nghĩ là bước đầu tiên trong cuộc đời mỗi người nếu chúng ta muốn thành công và thăng tiến với những điều mình theo đuổi chỉ có suy nghĩ và tư duy, chúng ta mới có thể lắng nghe những âm thanh sâu thẳm trong tâm hồn mình và tìm ra con đường giá trị nhất. Mong rằng chúng ta có thể chừa khoảng trống để suy nghĩ trong những lúc bận rộn. Hãy là những chú kiến lười nhưng chăm chỉ trong tư duy. Câu chuyện thứ 8 Giàu sang phú quý bao nhiêu cũng không bằng có mẹ. Mẹ là điều tuyệt vời nhất tạo hóa ban tặng cho chúng ta tình yêu của mẹ dành cho con không giống bất cứ điều gì nó không biết đến luật lệ hay sự thương hại nó thách thức tất cả và không khoan nhượng tiêu diệt tất cả những gì cản đường nó mẹ có thể đánh đổi hết thảy mọi thứ để con được hạnh phúc và sống vui vẻ chỉ cần nhìn thấy con vui cười và mãn nguyện là mẹ cảm thấy an lòng con của tôi đâu người mẹ trẻ hỏi trong nỗi mừng vui sau cuộc vượt cạn mệt nhọc. Với khuôn mặt rạng ngời, chị đón lấy đứa trẻ từ tay vị bác sĩ. Thế nhưng, nụ cười bỗng tắt liệm trên môi khi chị nhìn thấy cấu tạo lai ngoài của đứa bé không như những đứa trẻ khác. Thế nhưng, nụ cười bỗng tắt liệm trên môi khi chị nhìn thấy cấu tạo tai ngoài của đứa bé không như những đứa trẻ khác. Thế nhưng, đứa trẻ vẫn may mắn nghe hiểu được bình thường điều này có nghĩa là cấu tạo tai trong của đứa trẻ vẫn phát triển tốt tuy nhiên người mẹ vẫn không khỏi lo buồn về khiếm khuyết của con mình điều đó càng khiến người mẹ thêm xót xa và thấy mình có lỗi với con ngược lại đứa trẻ vẫn vô tư vui sống không hay biết gì về khuyết tật của mình cho đến một ngày kia cậu bé đi học về và ôm chầm lấy mẹ rồi òa à khóc mẹ ơi các bạn trêu chọc con chúng nói con là đứa trẻ bị cục tai. Những lời nói của con như một vết dao cứa vào trái tim người mẹ. Ôm chặt con vào lòng, người mẹ như ôm trọn cả nỗi đau đớn của mình. Rồi trong giây phút đó, cậu bé bỗng ngừng khóc, quay nhìn mẹ. Cậu bé rắn rõ nói, con sẽ chứng minh với mọi người rằng con tuy khuyết tật về thân thể, nhưng con sẽ không khuyết tật về tâm hồn. Mẹ đừng khóc nữa mẹ nhé. Ngày tháng trôi qua, đứa trẻ lớn lên cùng với khuyết tật của cơ thể. Như để minh chứng cho lời hứa năm nào của mình, cậu bé luôn chuyên tâm học tập và không ngừng nỗ lực tìm tòi học hỏi những điều nằm ngoài sách vở. Cậu bé còn tỏ ra có năng khiếu vượt trội về bộ môn ngữ văn và thanh nhạc. Thành tích học tập của cậu bé xuất sắc, đến nỗi các giáo viên luôn khẳng định với cha mẹ cậu bé rằng nếu tiếp tục trao dồi và rèn luyện, cậu bé sẽ là một nhân tài của đất nước kể sao cho xiết nỗi mừng vui của bà mẹ khi nhìn thấy những thành quả của con mình giờ đây người mẹ đã bắt đầu an lòng hơn về cuộc sống của đứa con tuy rằng tự sâu thẳm trái tim người mẹ vẫn ước ao con mình được lành lặn về thân thể một ngày kia cuộc đời cậu bé dường như được mở ra với một tia hy vọng mới các bác sĩ chuyên khoa khẳng định cậu có thể được ghép tay chỉ cần có ai đó đồng ý hiến tay cho cậu Thế là bà mẹ và người cha lao vào cuộc tìm kiếm người có thể hiến tay cho đứa con. Một ngày nọ, người cha trở về nhà với gương mặt đầy phấn khởi và thông báo rằng bà đã tìm được người tự nguyện hiến tay cho con. Cuộc phẫu thuật thành công tốt đẹp, cậu bé được kiếp một đôi tay mềm mại hoàn hảo. Thế nhưng, cậu bé không sao tìm ra được người đã hiến tặng tay cho mình. Người ta bảo rằng người đó muốn được hy sinh thầm lặng và quyết không tiết lộ danh tính thế rồi cậu lớn lên và trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng tiếng tăm của cậu vượt ra khỏi đại dương và vang đến cả những nước lân cận lúc này chàng trai ấy đã trở thành một người thành đạt và giàu có thế nhưng chàng vẫn luôn trăn trở về việc vẫn chưa thể đền đáp người đã hiến tặng đôi tai cho mình thi thoảng trong những lần hiếm hoi về thăm cha mẹ chàng trai lại hỏi người cha về thông tin của vị ân nhân. Nhưng cha cậu cũng chỉ lắc đầu tuyệt vọng. Còn người mẹ, như mọi khi, lặng lẽ xỏa tóc ngồi lặng im trong một góc phòng ấm áp nhìn cậu. Có vẻ như tuổi già đã sớm đến với bà và điều đó khiến bà đổi thai tính nết. Kể từ ngày đứa con trai được kiếp tay và bắt đầu sống cuộc sống tự lập, người mẹ trở nên xa cách dần. Bà không còn hàng huyên trò chuyện cùng cậu con. Thậm chí đôi lúc chàng trai có cảm giác như người mẹ đang cố lẩm tránh mình có thể mẹ giận vì mình đã không thường xuyên ở bên cạnh mẹ nữa chàng trai vẫn luôn ái nái về điều đó thế nhưng cuốn theo vòng xoáy của công việc anh lại tiếp tục rời xa gia đình đến với những chuyến lưu diễn dài ngày của mình một ngày nọ chàng trai được tin mẹ của mình ốm nặng đáp chuyến bay sớm nhất về nhà anh lao đến bệnh viện với mẹ nhìn mẹ thoi thớp những hơi thở cuối cùng trên giường bệnh Chàng trai cúi xuống ôm mẹ nức nở khóc. Chàng trai hôn lên đôi bàn tay gầy cuộc bao năm tảo tận nuôi anh khôn lớn. Anh hôn lên vận tráng hằng những nếp nhăn thời gian của mẹ. Rồi rung rung anh nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc bạc trắng của mẹ. Bỗng anh bàng hoàng nhận ra mẹ anh đã không còn đôi tay nữa. Giờ thì anh đã hiểu vì sao bao năm nay mẹ lại luôn tìm cách xa lánh anh. Anh cũng nhận ra sự thật là đã rất nhiều năm rồi mẹ không hề cắt tóc rất ít khi ra khỏi nhà và không mấy khi giao tiếp với những người xung quanh Rừng trước khóc chàng trai quỳ xuống bên mẹ ôm lấy cơ thể nhỏ bé của bà anh hôn lên má lên trán bà những cái hôn đầy yêu thương và thầm thì mẹ ơi mẹ đã cho con sự sống và ban tặng cho con cả cuộc đời của mẹ mẹ là điều tuyệt vời nhất của tạo hóa mang lại cho con